Xin chào các bạn học sinh lớp 2, trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn. Hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu môn tiếng Việt, chủ điểm ngôi nhà thứ hai. Bài học hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu từ chỉ đặc điểm, câu kiểu ai thế nào và mở rộng vốn từ trường học tiếp theo. Ở bài học này, các con cần đạt những mục tiêu sau. Thứ nhất, tìm từ ngữ chỉ đặc điểm của sự vật và câu hỏi về đặc điểm của sự vật. Thứ hai, tìm và đặt được câu hỏi về đặc điểm của sự vật. Thứ ba, mở rộng vốn từ về trường học, từ ngữ chỉ đặc điểm. Thứ tư, câu kiểu ai thế nào. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài tập 1, tìm từ ngữ. A. Chỉ đặc điểm có trong đoạn văn. Đoạn văn như sau. Trường mới của em xây trên nền ngôi trường cũ lợp lá. Nhìn từ xa, những mảng tường vàng, ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây. Ngô Quân Miện. Các con hãy dừng clip và đọc thật kỹ đoạn văn để tìm ra những từ chỉ đặc điểm nhé. À, đúng rồi, trong đoạn văn này, những từ chỉ đặc điểm đó là mới, cũ, xa, vàng và đỏ đấy các con. Các con cũng tìm được giống cô đúng không nào? Giỏi lắm! Yêu cầu B. Tìm từ chỉ đặc điểm của ngôi trường em đang học. Vì ảnh hưởng của dịch Covid nên khá lâu rồi chúng ta chưa đến trường đúng không nào? Vì thế, các con hãy nhớ lại khung cảnh của trường mình vào những ngày con còn học lớp 1 để tìm những từ chỉ đặc điểm của ngôi trường mình nhé. Những từ chỉ đặc điểm của ngôi trường Nguyễn Thái Sơn thân yêu mà cô tìm được đó là rộng, nhiều cây xanh, đẹp, khang trang, sáng sủa, sạch sẽ, yên tĩnh. Ngoài ra, các con có thể tìm thêm một vài từ khác nói về đặc điểm của ngôi trường của mình nhé. Chúng ta cùng tiếp tục sang bài tập 2, đặt 1 đến 2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 1. Ở bài tập 1, cô tìm được các từ rộng, nhiều cây xanh, đẹp, khang trang, sáng sủa, sạch sẽ, yên tĩnh. Cô sẽ chọn 1 đến 2 từ để đặt câu. Ví dụ, với từ rộng, cô sẽ đặt được câu như sân trường của em rất rộng. Hay với cụm từ nhiều cây xanh, cô sẽ đặt được câu trường em có rất nhiều cây xanh. Tương tự, các con hãy chọn một trong những từ mà mình tìm được để đặt câu nhé. Bài tập số 3, tìm 2 đến 3 từ ngữ chỉ đặc điểm có tiếng rộng, sạch và tiếng yên. Đối với tiếng rộng, cô tìm được các từ như rộng rãi, rộng lớn. Đối với tiếng sạch, cô tìm được các từ như sạch sẽ, sạch đẹp. Các con cũng tìm được các từ giống cô đúng không nào? Ngoài ra, các con cũng có thể tìm thêm một vài từ khác. Đối với tiếng yên, cô tìm được các từ yên lặng, yên tĩnh. Đúng rồi, các con giỏi lắm! Bài tập 4, thực hiện các yêu cầu dưới đây. A. Đặt 1 đến 2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3. Ở bài tập 3, cô tìm được các từ rộng rãi, rộng lớn, sạch sẽ, sạch đẹp, yên tĩnh, yên lặng. Vì thế, cô sẽ đặt câu với các từ này như sau. Ví dụ, cô sẽ đặt câu với từ rộng rãi. Cô có trường em rất rộng rãi và nhiều cây xanh. Hay là với từ sạch sẽ,
Cô sẽ có câu, lớp học của em luôn sạch sẽ. Tương tự như vậy, các con hãy đặt câu với những từ các con tìm được nhé. Yêu cầu B, đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm. Trong câu, thư viện trường em rất yên tĩnh và sân trường rộng rãi nhiều cây xanh. Để làm được bài tập này, cô có ví dụ. Trong câu, phòng học lớp em sạch sẽ. Bộ phận được in đậm đó là sạch sẽ. Sạch sẽ là từ chỉ đặc điểm. Vì thế, khi đặt câu hỏi cho bộ phận, trả lời cho từ chỉ đặc điểm, cô sẽ sử dụng cụm từ thế nào? Cô sẽ đặt được câu hỏi cho bộ phận in đậm như sau. Phòng học lớp em thế nào? Tương tự như vậy, các con hãy đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm ở hai câu trên nhé. À, đúng rồi, trong câu thư viện trường em rất yên tĩnh, cô sẽ đặt câu hỏi cho từ ngữ in đậm đó là thư viện trường em thế nào? Các con lưu ý, ở cuối câu hỏi các con phải sử dụng dấu chấm hỏi nhé. Trong câu sân trường rộng rãi nhiều cây xanh, cô sẽ đặt được câu hỏi đó là sân trường thế nào? Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Về nhà các con hãy xem thật kỹ clip hoàn thành phiếu bài tập cô giao nhé. Mến chào các con, hẹn gặp lại các con vào những tiết học sau.